quý vị và các bạn, xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Những năm qua, xã Đông Hưng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các hộ phát triển trồng cây vụ đông. Trên cơ sở khai thác những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, về thổ nhưỡng, xã Đông Hưng đã xây dựng được những sản phẩm chủ lực, trở thành xã đi đầu trong sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện Tiên Lãng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Gia đình bà Lê Thị Phượng, thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng đã có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hành tỏi. Do đây là loại cây truyền thống, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, nên ngay từ đầu mùa vụ, công tác làm đất, chuẩn bị giống, điều tiết nước đã được gia đình bà chủ động thực hiện từ rất sớm. Riêng trong vụ đông năm 2016, bà Phượng đã trồng gần 8 sào hành tỏi. Nhờ có sự chuẩn bị tốt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu chăm bón cũng như thuận lợi về thời tiết, vụ đông năm nay, gia đình bà Phượng đã thu hoạch được gần 70 tạ hành tỏi, cao hơn vụ trước khoảng 30% sản lượng. Với giá bán được duy trì ổn định, gia đình bà Phượng rất phấn khởi vì đây là vụ đông cho hiệu quả cao so với mấy năm gần đây. Hành bây giờ thì giá 12, còn nếu mà to đẹp hơn nữa là 13, không thì xấu nữa là 10. Còn thì tỏi bây giờ là với bán giá tươi bây giờ 14-15. Còn thì với bán về phơi đi bán giá khô đấy thì là được 28-30. Tỏi năm nay thì thu nhập nói chung là cũng được có 7-80 triệu đấy. Hành năm nay thì cũng giữ cái giá này thì cũng được 6-7 triệu sao, cũng nói chung là hành với tỏi năm nay cũng bằng nhau. Hai năm liền hành tỏi nó rẻ đấy thì là năm nay là nó đắt thì cũng bà con phấn khởi lắm. Theo truyền thống ở đây là hành tỏi mới lại thuốc nào rồi. Thế nên là cũng không muốn bỏ cái nghề này để đi làm nghề khác. Cũng giống như gia đình bà Phượng, vụ đông năm 2016, gia đình bà Thuyết cũng có một mùa bội thu. Với diện tích 8 sào ruộng, gia đình bà tiến hành trồng 3 sào cà chua, còn lại là trồng hành tỏi. Với kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, bà Thuyết luôn chủ động trong công tác gieo trồng, chăm sóc theo đặc điểm của từng loại cây. Bà Thuyết cho biết, để cà chua hay hành tỏi cho sản lượng cao, ngoài khâu bón phân tốt thì phải chú ý đến diễn biến thay đổi của thời tiết để có những biện pháp chăm sóc phù hợp, đúng thời điểm, đúng giai đoạn như khi thời tiết chuyển lạnh hoặc khi thời tiết nắng ấm. Vụ đông vừa qua, các diện tích trồng màu của gia đình bà đều cho sản lượng giá thành cao. Ví dụ như với cây hành tỏi, vụ đông năm nay mỗi sào thu hoạch được bình quân 70 đến 80 tạ với giá bán từ 12 đến 30.000 đồng một kg tùy từng loại. Trừ các khoản chi phí, mỗi sào có thể thu lãi khoảng 7 đến 8 triệu đồng. Trồng cây của vụ đông năm nay thì mọi người cũng đều được mua cả. Một cái sào mà nếu như được thì nó cũng rơi vào chục triệu. Hành tỏi nếu so với bây giờ thì là cũng được đấy, nhưng mà còn phải theo với cái lúc thu hoạch từ nước chứ không phải lúc nào cũng được như thế. Gia đình bà Phượng hay gia đình bà Thuyết là hai trong số hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Hưng đang cho hiệu quả kinh tế cao từ sản xuất cây vụ đông. Là xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn với gần 500 hectare, trong đó chủ yếu là các diện tích vàn cao nên Đông Hưng có nhiều thuận lợi trong sản xuất rau màu. Từ thực tế đó, xã đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, tích cực vận động nhân dân trong xã đẩy mạnh gia tăng diện tích trồng cây vụ đông, đồng thời đa dạng hóa các đối tượng cây trồng, trong đó xác định hành tỏi là sản phẩm chủ lực do phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Riêng trong vụ đông năm 2016, xã đã thực hiện trồng được trên 300 hectare cây vụ đông, trong đó khoảng 160 hectare là hành tỏi, 45 hectare cà chua, còn lại là ớt và một số cây rau màu khác. Hiện nay, diện tích cây vụ đông của Đông Hưng luôn đứng trong top đầu của huyện với mức thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng một hecta. Chúng tôi thì xác định đó là ngay từ ban đầu, nếu mà cây lúa thì nhân dân chỉ đủ ăn và ở mức độ trung bình. Nhưng sau đó cái quyết tâm chỉ đạo chung xác định là cây vụ đông là hướng chính thì có cây vụ đông mới dân mới khá mới làm giàu được. Chúng tôi đã tập trung cao để phát triển cây trồng vụ đông. Thì qua hàng năm chúng tôi thống kê đánh giá là cây vụ đông chiếm tỷ trọng là tới 5% tổng trồng trọt ở trên toàn địa bàn xã. Thế là khẳng định là nếu cứ một sào cây vụ đông thì nó sẽ cho thu nhập gấp 5 đến 6 lần về cây lúa. Thì đây là hiệu quả, cho nên từ ngày cây vụ đông phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên một cách rõ rệt. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất cây vụ đông, xã Đông Hưng luôn chú trọng tập trung cao cho công tác thủy lợi nội đồng. Hệ thống kênh mương thủy lợi của xã từng bước được xây dựng, bước đầu đáp ứng nhu cầu sản xuất cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, với việc thực hiện đề án hỗ trợ xi măng của thành phố, xã đã triển khai thi công được nhiều tuyến đường giao thông nội đồng.
cùng với việc hoàn thành chương trình dồn điền đổi thửa từ năm 2014 đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã trong sản xuất giao thương buôn bán. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, tiết giảm chi phí sức lao động. Ngoài ra, để sản xuất cây vụ đông đạt hiệu quả cao, hàng năm Đông Hưng đều phối hợp với các đơn vị như phòng nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư mở hàng chục lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con để bà con nắm bắt thêm những tiến bộ mới trong canh tác sản xuất. Kết hợp với những kinh nghiệm được rút ra từ thực tế sản xuất sau hàng chục năm, nhiều hộ dân đã áp dụng linh hoạt khoa học phù hợp với diện tích của gia đình, từ đó cho năng suất sản lượng cao. Gia đình nhà tôi là có 4 khẩu, thì trong đó là diện tích có 1 mẫu. Vậy thì có 4 sào vừa cà, vừa ớt, còn lại 6 sào là hành tỏi. Nói về chú ý thì cái thứ nhất phải là giống, cái thứ hai là phân và cách chăm bón. Năm nay thì nói chung là thuận lợi về thời tiết, thế nhưng mà so với mọi năm thì là năm nay ít mưa cho nên là hơi bị tốn phân. Chúng tôi thì dòng hành tỏi thì cũng được vài ba bốn chục năm rồi đấy. Dòng thì bây giờ ra củ to thì nó còn phải phụ theo thời tiết. Chăm sóc thì bây giờ thường thường bây giờ là chúng tôi là cứ phay vườn lên xong tôi giải nót, rồi là dòng thì là coi như là phải tưới hàng chu kỳ, không có mưa thì mình phải nâng tư bơm nước lên mình té thì nó ẩm cái củ tỏi thì nó đủ nước cho nó hút nó sinh trưởng ra thì là nó tốt, nên mà coi như đến lúc mà nó xuống củ này là mình phải nâng té nước, lúc thu hoạch thì củ nó mới to chứ. Khó khăn hiện nay trong duy trì phát triển bền vững diện tích trồng cây vụ đông, tiếp tục mang lại thu nhập ổn định cho người dân ở Đông Hưng chính là vấn đề liên kết bao tiêu sản phẩm. Hiện các loại cây trồng trên địa bàn xã, kể cả với các sản phẩm chủ lực như hành tỏi thì hầu hết đều là do bà con nông dân tự sản tự tiêu. Việc tìm đầu ra cho nông sản vẫn chưa thực hiện được. Người nông dân vì thế vẫn luôn thấp thỏm lo âu về giá cả mỗi khi vào mùa thu hoạch. Chính quyền địa phương cho biết một số doanh nghiệp cũng đã về khảo sát thực tế, nhưng do giá thành đưa ra quá thấp so với thị trường nên việc ký hợp đồng với bà con rất khó, không tìm được tiếng nói chung. Bây giờ mà để cho cái đầu ra đấy thì gia đình chúng tôi đều phải tự lo thôi. Thế thì bây giờ gia đình chúng tôi và mọi người cũng chỉ mong muốn làm sao vậy, có công ty rồi là có những cái nơi vậy sao họ muốn thu nhập để kết hợp vào để như thế là đưa cái đầu ra cho nó thuận tiện cho mọi người, để cho gia đình. Nếu mà bà con mà tự bao tiêu sản phẩm thì nói chung là cái giá cả thị trường bây giờ là nó càng ngày càng xuống, cho nên là thiệt thòi cho bà con. Còn thì nếu như mà được cơ quan bên trên mà bao tiêu được cái sản phẩm của bà con làm ra thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phấn khởi và càng tích cực và năng động để thu nhập thêm kinh tế cho xã hội. Đối với cái diện tích của Đông Hưng ấy, thì về hành tỏi đây là cây truyền thống của bà con đã sử dụng về lao động sản xuất nhiều năm. Thế nhưng mà đến thời điểm này ấy, thì đối với cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì chưa có đơn vị nào làm được. Bà con thì rất mong muốn là có cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì để có cái hiệu quả với cái diện tích này để giúp bà con trong cái đầu ra đấy, để yên tâm trong cái sản xuất. Mặt khác, vấn đề cầu cống về hệ thống điện ở các vùng sản xuất cũng đang ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sản xuất cây vụ đông trên địa bàn. Qua cái quá trình canh tác trên cái diện tích ở địa bàn của thôn thì nó còn gặp một số cái khó khăn đối với làm đường nội đồng do cái cơ chế thì chưa phù hợp. Ví dụ như là chỉ có thành phố hỗ trợ về măng thì đối với địa bàn, đối với nhân dân thì chưa đủ điều kiện để làm, thì cũng đề nghị cũng các cấp chính quyền cũng như là ban chỉ đạo nông thôn mới quan tâm hơn, có cái cơ chế đặc thù để hỗ trợ nhân dân là cát đá và măng, còn nhân dân bỏ công ra để làm. Bên cạnh đó thì còn có những cái khâu thủy lợi. Ví dụ như là một số cái cống điều tiết nước ở cuối lô chưa được xây dựng mới để làm sao quy vùng được để đảm bảo cái công tác tiêu thoát nước. Cái thứ nữa mà hướng tới công nghiệp hóa cái nông nghiệp nông thôn là cái điện sản xuất, theo tôi nghĩ một điều là nó rất là quan trọng đối với các hộ nhân dân. Nếu được nhà nước hỗ trợ cho mắc điện ra ngoài để sản xuất thâm canh cao ở trên cái diện tích đơn vị canh tác của hộ gia đình, mang lại nguồn kinh tế cao hơn nữa. Để tiếp tục phát triển cây vụ đông, thời gian tới, xã Đông Hưng tập trung mọi nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng sản xuất như hoàn thiện nốt các tuyến đường nội đồng, hệ thống kênh mương thủy lợi. Bên cạnh đó, xã cũng chủ động quy vùng sản xuất tập trung hướng đến chuyên canh các loại rau màu, tìm giải pháp liên kết với doanh nghiệp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, cho bà con nông dân, làm cơ sở để khuyến khích bà con phát triển cây vụ đông nói riêng và phát triển rau màu nói chung trên địa bàn xã.
Chúng tôi thì đang hướng được quy hoạch vùng rau an toàn, thì chúng tôi đã mời doanh nghiệp ở Hà Nội cũng đã về tập trung khảo sát địa bàn, nhưng sau đó phân tích với nhân dân thì đang thu hồi về cái diện tích 5%. Ước muốn là tập trung là để cho nhân dân canh tác, nhưng mà canh tác một cách như thế này thì chúng tôi đã phân tích cho nhân dân là nếu mà cứ làm một cách bị động như thế này thì không thể ổn định được, cho nên phải đưa doanh nghiệp cùng kết hợp với nhà nông, và từ doanh nghiệp ta có thì cái đầu ra chúng ta mới ổn định, thế mà nhân dân mới học tập được khoa học kỹ thuật. Thì là chúng tôi tiếp tục mời doanh nghiệp của Hà Nội về để quy hoạch cái vùng rau sạch ở trên địa bàn xã Đông Hưng. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn cây vụ đông làm vụ sản xuất chính trong năm của xã Đông Hưng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Bình quân thu nhập đầu người cao hơn nhiều so với trồng lúa đơn thuần, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với mục tiêu để người nông dân sinh sống làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, không để xảy ra tình trạng bỏ trống các diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhất là vào vụ đông như ở nhiều địa phương khác, xã Đông Hưng đang nỗ lực tìm hướng đi phù hợp. Theo đó, các cấp ngành cần tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện để Đông Hưng sớm hiện thực hóa mục tiêu này. Chương trình Nhà Nông Làm Giàu của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.